Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải vừa đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng, chở quá tải cầu đường. Tập trung kiểm soát xử lý ngay tại đầu mối xếp dỡ hàng hóa, các tuyến đường có nhiều xe tải lưu thông, nhất là vào ban đêm. Tăng cường kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng, không có giấy phép lưu hành xe lưu thông trên các tuyến đường. Đặc biệt sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe cơi nới kích thước thành thùng, làm cơ sở để xử lý vi phạm hành chính về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe. Đồng thời, tổng hợp danh sách các xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng Kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định. Kính thưa quý vị, theo thông tin được phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 5 tháng 10, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 kết thúc ngày làm việc thứ 3. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương Đảng 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hôm nay Trung ương bắt đầu ngày làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng. Các cục thuế được yêu cầu rà soát chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trên các ứng dụng của ngành thuế thu thập và cập nhật thông tin từ phòng công chứng, ngân hàng để triển khai hậu kiểm. Yêu cầu này vừa được Tổng cục Thuế đưa ra trong văn bản gửi đến các cục thuế trong cả nước. Để thực hiện yêu cầu này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng bất động sản trên các ứng dụng của ngành thuế để tạo cơ sở dữ liệu. Theo đó, Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải nhập đầy đủ, chính xác thông tin tất cả các hồ sơ phát sinh đang được phân quyền nhập trên ứng dụng, bao gồm các hồ sơ về chuyển nhượng, thừa kế cho tặng, giao đất qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như cập nhật thông tin kịp thời các hồ sơ về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thời gian gần đây, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế liên tục có văn bản yêu cầu các cục thuế siết lại việc tính thuế chuyển nhượng bất động sản, buộc các bên giao dịch phải kê khai đúng giá trên thị trường. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay mùng 6 tháng 10, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế sẽ có buổi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Buổi giám sát kiểm tra thực hiện theo quyết định số 2682 của Bộ Y tế ngày 3 tháng 10 về việc thành lập 6 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trưởng đoàn 1, tổ chức đoàn đi kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đoàn Bộ Y tế thăm kiểm tra công tác kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó, đoàn làm việc tại Bệnh viện Gia Liễu và kiểm tra công tác cách ly, điều trị, phòng chống lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Dịp này, đoàn kiểm tra cũng họp với các đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên là bệnh nhân nữ 35 tuổi đi từ Dubai về. Sau 12 ngày điều trị, bệnh nhân hiện hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay, chân đã khô mài, chóc vẩy và lên da non. Các bóng nước ở họng cũng lành, hết đau. Bệnh nhân phục hồi sức khỏe, PCR dịch tiết ở một số vị trí kiểm tra hiện đã âm tính. Ngày 6 tháng 10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng được thực hiện chỉ một ngày sau khi Mỹ điều động một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng này được thực hiện từ khu vực Sasok ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6:01 đến 6:23 sáng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tên lửa đã bay được 350 km ở độ cao 100 km, trong khi tên lửa còn lại bay được 800 km ở độ cao 50 km. Đây là vụ phóng thứ 6 của Triều Tiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ cuối tháng 9 vừa qua. Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên được thực hiện chỉ 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung mà được cho là đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Trong cuộc họp chính sách ngày 5 tháng 10 diễn ra tại Viên, Áo, các bộ trưởng năng lượng thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC cộng đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu ở mức 2 triệu thùng một ngày bắt đầu từ tháng 11 tới. Quyết định này được đưa ra đúng như dự báo trước đó của giới phân tích về một động thái để kéo giá dầu tăng trở lại. Tuy nhiên, đây cũng là quyết định không được Mỹ mong đợi trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu đang nỗ lực kiềm chế lạm phát tăng do giá năng lượng. Trước đó, ngày 4 tháng 10, một nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã đề nghị OPEC cộng không tiếp tục cắt giảm mạnh sản lượng.
trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách chặn đà tăng giá xăng dầu trong nước. Các bộ trưởng OPEC cộng cũng nhất trí cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 10 ở Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershin tuyên bố Nga và Đức phải được tham gia vào cuộc điều tra quốc tế về vụ rò rỉ hệ thống đường ống dòng chảy phương Bắc ở biển Baltic. Theo ông, rất cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế kỹ lưỡng, khách quan về vụ việc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc thảo luận hữu ích về vấn đề này hôm 30 tháng 9. Trong đó, tất cả các ủy viên đều cho rằng vụ rò rỉ là do hành vi phá hoại. Tình trạng giảm áp suất nhanh và rò rỉ của đường ống dòng chảy phương Bắc chạy dưới biển Baltic nối từ Nga đến Đức đã được phát hiện ngày 26 tháng 9. Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều nhận định đây có thể là một vụ phá hoại. Nga sau đó đã mở cuộc điều tra hôm 28 tháng 9 với giả thuyết đây là một hành động khủng bố quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chính thức loại trừ đàm phán với Nga sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Sắc lệnh do ông Zelensky công bố tuyên bố rằng việc tổ chức đàm phán với Tổng thống Nga Putin đã trở thành bất khả thi sau khi ông Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Sắc lệnh cũng phê chuẩn quyết định của Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine về củng cố quốc phòng của Ukraine và tìm kiếm thêm vũ khí từ các đồng minh phương Tây để đáp trả động thái sáp nhập của Nga. Thượng viện Nga ngày 3 tháng 10 đã phê chuẩn các hiệp ước biển các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine thành bộ phận lãnh thổ của Nga. Thưa quý vị, giữa lúc đa phần nhận định từ các chuyên gia kinh tế đều cho rằng suy thoái kinh tế toàn cầu là xu thế khó có thể đảo ngược, thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF lại khẳng định nguy cơ này hoàn toàn có thể tránh được. Tuy nhiên, phía IMF nhận định rằng có khả năng nhiều quốc gia sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tuyên bố, trong bối cảnh chính sách tiền tệ được thắt chặt, chính sách tài khóa cũng phải được kiểm soát vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bộ phận trong xã hội. Chúng ta cần các ngân hàng trung ương hành động một cách quyết đoán. Tại sao? Bởi vì lạm phát rất khó giải quyết. Chúng ta đã chứng kiến tác động của giá năng lượng và lương thực đến lạm phát cơ bản ở nhiều quốc gia, và nếu nó không được ngăn chặn thì sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng, đặc biệt là tới người nghèo. Lạm phát là một loại thuế đánh vào người nghèo. Người đứng đầu IMF cũng nhấn mạnh rằng các chính sách tài khóa hỗ trợ một cách bừa bãi bằng cách giảm giá năng lượng và cung cấp trợ cấp đang đi ngược lại các mục đích của chính sách tiền tệ. Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến một làn sóng tăng lãi suất nhanh chóng và rộng khắp, với khoảng 90 ngân hàng trung ương khắp thế giới đã tăng lãi suất trong năm nay. Đây là lựa chọn của nhiều ngân hàng trung ương để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh giá cả tăng cao do thiếu hụt nguồn cung, gián đoạn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, lãi suất tăng cao đồng nghĩa với việc gây cản trở quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Một loạt chuyên gia từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Ngân hàng Thế giới World Bank đều cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái là điều khó tránh.